km bằng xe máy. Đấy, đến vùng đất Nhơn Trạch Đồng Nai này để thực hiện cái dự án điện năng lượng mặt trời này. Tại đây thì trên ghe này có 6 bà, sau này là có 2 người. Đây là hai bác chủ của cái hệ thống điện này, đầu tư vào hệ thống điện năng lượng mặt trời này. Trong cái chuyến đi này thì chúng tôi dừng chân tại huyện Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để sửa lỗi cho một cái biến tật, một cái lỗi là không nhận tín hiệu để quan sát cái đường biển vào. Ngày hôm nay buổi chiều nay chúng tôi đã lặn lội đến bằng cái phương tiện là xe máy đến đây để mà chuẩn bị lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Và hệ thống điện năng lượng mặt trời lần này là được lắp đặt ở trên, chuẩn bị trên cái dòng sông này. Sắp tới tôi sẽ đưa tin cho các bạn xem. Đấy, đây các bạn có thể thấy sông nước ở trong lòng sông Cửu Long, Đồng Nai các bạn ạ. Đầu tiên là về Đồng Nai rất là vui. Cẩn thận rơi máy. Tôi mới vào thành phố Hồ Chí Minh thì được khoảng 2 tháng. Đấy, đây là lần đầu tiên tôi đến Đồng Nai, rất là vui. Đấy, đằng trước các bạn này là đồng bằng. Nhảy xuống lấy thôi. Lại xuống lăn xuống. À, đến nơi rồi. Đấy. Chúng ta chuẩn bị cập bến. Đấy, chuyến đò lần này kéo dài khoảng 5 phút. Tôi sẽ đưa các bạn thông tin cho các bạn lần sau nhé. Okay. Giống như sông quê thôi. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại tôi đang đứng ở trên một cái cù lao về Ninh Kiều. Ninh Kiều Đồng Nai đúng không nhỉ? Nhơn Trạch Đồng Nai. Thì hiện tại đang có rất là nhiều cơ quan nhà báo, mấy nhà báo về đây để làm một phóng sự này. Đấy, sao họ đang phỏng vấn. Hôm nay thì chúng tôi vừa từ thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời. Vùng này thì Cù Lao này thì không có điện, chú phải lắp một hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ cho sinh hoạt của nhà mình. Đấy, làm sao các bạn này? Là hai cái tấm pin poly vi sinh có công suất là 370W. Rất là tuyệt vời. Chúng tôi rất là may mắn cái dự án điện năng lượng mặt trời này. Trong cái khu vực này thì cái tầm nó cái điện lưới thì nó hơi xa mấy cái khu trung tâm vì bây giờ nó cũng khoảng 6:15. Mình kéo điện lưới mà từ cái vị trí các cái cột điện mà ở trong cái vùng mà phía trên trong làng thì nó hơi xa, nó tốn nhiều chi phí. Thế khi mà lựa chọn một cái đơn vị mà lắp năng lượng mặt trời thì chú trọng tới những cái yếu tố nào để mà lựa chọn cái đơn vị đó? Thì cái yếu tố lựa chọn là thứ nhất là về cái khả năng, về cái giá thành đầu tư và cái khả năng về cái ưu việt của cái độ bền và tuổi thọ của các cái thiết bị. Ok, đơn giản vậy được. Dạ vâng, cảm ơn chú nhé. Okay. Rồi xong. Con chào cô. À. Cô tên là gì cô nhỉ?
Võ Thị Bạch. À, Võ Thị Bạch này. Quê quán ở xã Đồng Nai, quận Nhân Trạch. Tôi là ở về đây là ở đây là trên 10 năm không có điện, đốt đèn dầu. Cái tôi đốt đèn dầu lu lét rồi cái bắt đầu kiếm mua được cái bình tức kỳ. Đó, à, bình ăn quy hả? Dạ. À, bây giờ được cái vô năng lượng tôi mừng quá đi. Con tôi nó cho mua mừng quá đi. Không biết gì giáo mừng thấy sợ rồi rơi nước mắt thôi. Đây là cô là đến đây là khoảng bao lâu rồi cô? Được trên, bao nhiêu năm rồi? Trên 10 năm rồi. Dạ 10 năm, tức là trong vòng 10 năm là trước đến giờ là chưa có điện. Ừ, đúng nhỉ? Ừ, chưa điện. À, xong rồi là dùng ắc quy. Ừ. Nhưng mà hầu đó là chưa điện là không có bình ắc quy, đốt không có bình ắc quy luôn. Đầu đốt đèn dầu lu rét, đốt cái đèn dạ. Dầu bác lu rét. Nên là bây giờ mới có cái bình ắc quy. Là quá là vất vả tại vì ở Việt Nam mình nhiều chỗ nó có điện rồi. À, nhiều chỗ có điện, đây mình vất vả không có điện. Mình đốt cái đèn lu rét bây giờ. Nhờ nghe nó vô đợi lưng lượng lật chờ mấy là tìm đặng bữa nay mới vô là mừng rơi nước mắt. Mừng rơi nước mắt là ngày hôm nay là ngày đầu tiên là nhà cô có điện này đấy, cảm giác của cô là rất là hạnh phúc. Rơi nước mắt, mừng rơi nước mắt. Mừng rơi nước mắt, không có điện là mình đốt đèn đi đốt phải đi sạc. Bữa phải tốn một tuần lễ vậy tốn hết 10.000. Mười ngàn tiền đèn dầu hay là tiền ắc quy hả cô? Đèn quy bình này nãy đó. 10.000 mà khi có cái bình à, có dạ. Bình mà hả nhậu thì không có cái bình đốt trong. Rồi nhậu thì có cái bình ngoài, nghèo đâu dám mua nổi cái bình đâu mà đốt. Có một cái nhậu thì đốt đèn lu lét. Trời là... quá tắt đèn tắt xuống à. Như vậy là không, nếu mà dùng một ắc quy là không đủ cho cả nhà. Đấy. Không đủ cả nhà, tắt lên tắt xuống hà. Bây giờ được cái năng lượng mặt trời này nè, mừng quá trời mừng luôn. Quá hay, quá hay. Đó, vậy đó. Chứ giờ biết. Cái khu này là tại vì sao lại không có điện hả cô? Tại vì bây giờ nông thôn người ta cũng có điện hết rồi mà. Bây giờ người ta có điện mà người ta đủ nhà người ta không có cho mình vô. Bây giờ người ta kêu hầu đó là ta kêu vô, tôi nói cho tôi vô với cái bắt đầu cái người ta không có cho vô. Bây giờ người ta kêu tôi vô mà tôi không vô, bây giờ tôi chơi năng rồi chơi luôn đây là luôn. Chơi luôn giờ thế là người cũng kéo được điện nhưng mà cái chi phí kéo nó cao, với lại thứ hai là nó điện nó yếu đấy. Nên là không kéo được. Chú biết không, người ta dạ. Là vô dòng họ bà con người ta thôi, còn mình người ta không cho vô. Dạ. Ta không cho vô mà bây giờ người ta kêu mà tôi không vô, tôi chơi cái này luôn. Nè. Chơi liêng luôn, chơi nó súng cho nó thoải mái. Thôi. Vô điện rồi bắt đầu đóng này đóng kia hậu lần. Vô đóng này kia rồi thôi. Hậu đó tôi kêu cho chưa vô cái không ai cho vô. Ta thấy mình nghèo, ta không cho mình vô. Ta không có cho vô chú ơi, giờ phải đi vô nè, mừng thằng nhỏ đi bữa với chú Hưng đó, đi mừng hết lớn luôn, giờ mừng lắm rồi đó. Không có quặng ai ú đông quá bị trộn rồi cái mô năng dùng hết rồi không sao. Cái đây là hệ thống điện là con trai cô là bắt cho cô hả cô hay là như nào? Con trai đó nè, uống mấy dừa khỏe nè. Nè mới chặt nè, uống đi, uống phải làm nè. Đấy các bạn thấy không, ở đây là nhà cô trồng rất là nhiều dừa. Đấy thì các bạn ông Nam, ở đây thì không có điện, chỉ có chăn nuôi rồi làm nông nghiệp, nuôi chó, nuôi gà, nuôi vịt. Hả? Chó, nuôi gà, nuôi vịt. Đường đâu, mới chặt đường đâu. Rồi quả dừa này ngọt quá trời nè. Đánh cá để mà trời đất ơi, mới chặt ổng nói đường bỏ đường nó có bỏ. Ông này ngọt quá trời. Các bạn cũng có thể thấy là cái nhà lá bên nhà bên kia. Nhưng mà người ta rất là mong muốn có được một cái hệ thống điện riêng để sinh hoạt cho gia đình mình, nhưng vì cái chi phí nó hòa lưới để đấu dây cùng với các cái hộ dân khác nó rất là cao, cho nên người ta không thể nào mà kéo lưới được vào đây. Vì như vậy thì cho nên người ta đã đầu tư một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đầu kia là người con trai của cô đang phỏng vấn để làm cái phóng sự, và anh là làm phụ hồ thuê ở Đà Lạt.
thì tiết kiệm được một chút tiền để về đây làm cho bà con, và làm cho mẹ, bố mẹ mình một cái hệ thống điện này để cho ông bà đỡ vất vả. Thông qua cái video này thì tôi muốn nhắn nhủ được các bạn một cái điều là cái công việc mà tôi đang làm đây thì rất là tuyệt vời, để giúp cho những người dân như khu vực xa xôi như này, hải đảo, quê hương, rồi là vùng Cù Lao này là có điện. Đấy, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi. Đấy. Nếu mà ở đây là trồng rất là nhiều dừa các bạn, dừa xung quanh đều là dừa. Nếu mà các bạn có muốn rất là nhiều dừa, các bạn muốn mua dừa thì qua đây liên hệ với tôi để mua dừa nhé. Con chó, cảm ơn các bạn nhé.